Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta lại quay trở lại cùng với chuyên mục review và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 7118 1200A. Có thể nói rằng, mỗi chiếc đồng hồ mà Patek Philippe giới thiệu đều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ dù là ít hay nhiều, thậm chí đó còn là cả sự tranh cãi nữa. Cụ thể là với trường hợp chiếc đồng hồ Nautilus được hãng tung ra vào năm 1976. Đây là mẫu đồng hồ khi mới ra đời đã được đánh giá là có thiết kế lạ mắt, không hề trùng lập với bất cứ mẫu đồng hồ nào khác. Một mặt, Nautilus thổi một luồng gió mới và ngành công nghiệp đồng hồ tại thời điểm đó vốn lấy đồng hồ Quartz làm chuẩn mực. Mặt khác cũng có quan điểm cho rằng đây chính là hiểm họa lớn của Patek Philippe vì thiết kế chưa từng được xuất hiện trước đây. Nautilus của Patek Philippe cùng với dòng đồng hồ Royal Oak do Audemars Piguet sản xuất đã cùng nhau tạo nên sự thành công ấn tượng của những chiếc đồng hồ xa xỉ bằng thép không gì được ưa chuộng nhất hiện nay. Việc hạn chế sản lượng sản xuất đi kèm một mức giá sở hữu không mấy dễ thở đã biến Nautilus trở thành một trong những mẫu đồng hồ được săn đón nhất trong làng chế tác, thậm chí nhiều người coi việc sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus là một việc thực sự tự hào và đáng phải khoe cho nhiều người khác biết. Mặc dù ban đầu là một thiết kế đồng hồ thể thao dành cho nam giới, xuất hiện với đường kính 40mm, ta cũng không hiếm gặp các nữ diễn viên hay người nổi tiếng đang đeo trên tay chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus. Từ MC quốc dân trên sóng truyền hình Mỹ là Ellen DeGeneres hay là nữ người mẫu Victoria Beckham đều đã từng xuất hiện với ít nhất một chiếc đồng hồ Nautilus. Dành riêng cho nữ giới thì Patek Philippe có sản xuất riêng một dòng đồng hồ Nautilus 7118 được chế tạo trong các chất liệu là thép không dỉ và vàng hồng với đường kính là 35,2mm, một kích thước tuyệt vời dành cho các quý cô. Và mẫu đồng hồ này, uh, Patek Philippe Nautilus 7118-1200A có mặt tại Gia Bảo Luxury, trộn lẫn giữa vẻ đẹp cổ điển và chuẩn mực. Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đi sâu vào những chi tiết, đâu là những điểm nổi bật của chiếc đồng hồ này. Tôn trọng thiết kế của mẫu đồng hồ Nautilus nguyên bản, bộ vỏ khung của 7118-1200A, 011 xuất hiện với hình bát giác đặc trưng mà nếu như chỉ lướt qua thì chúng ta sẽ thấy giống hình vuông và được bo tròn ở các góc. Vành bên rồ hình bát giác với phần tai đồng hồ vươn ra hai bên là điểm khiến cho Nautilus trở nên dị biệt trong làng chế tác khi đặt đồng hồ nằm nghiêng sẽ thấy bề mặt vỏ khung được trải sức mờ, còn những phần vát cạnh được đánh bóng với độ tương phản cao. Bộ phận được đánh bóng dễ nhận diện nhất là khu vực núm điều chỉnh có khắc logo Calatrava của Patek Philippe tại cạnh bên. Đặc biệt quan tâm đến sự hoàn thiện trong mọi thiết kế đồng hồ cao cấp, mọi góc cạnh hay bề mặt vỏ khung của mỗi đồng hồ này đều đã được chăm chút kỹ lưỡng. Trước hết là phần vành đồng hồ đã được nạm kín bởi 56 viên kim cương, ước tính là cỡ 0,67 carat. Những viên kim cương cùng chất liệu, cùng vẻ tinh khiết được cố định đều trên vành benzo hình bát giác, yêu cầu độ khó cao hơn khi đặt vào vành benzo tròn hay vuông. Với dòng đồng hồ 7118 thép không dỉ, Patek Philippe đưa ra 3 option cho mặt số với 3 màu sắc khác nhau, đó là xanh, trắng và xám. Màu xanh sẽ mang màu sắc hiện đại màu trắng là đại diện cho sự thanh lịch, còn màu xám ở trong thiết kế lần này chúng ta lại nhìn ra sự trung tính. Tùy vào sở thích, bạn có thể lựa chọn cho mình một mặt số có màu sắc phù hợp nhất, thế nhưng tự chung đều sẽ mang tới cảm giác của sự cổ điển nhờ hệ thống vân sọc vắt ngang và hiệu ứng tà khói trên mặt số đồng hồ. Hiệu ứng khói hiện rõ nhất là trên phiên bản mặt số có màu xám của chiếc Nautilus này. Mặc dù được mô tả tại website của hãng với màu gray, nhưng dưới ống kính máy ảnh của Gia Bảo Luxury, tại nhiều góc chụp, mặt số đồng hồ lại cho ta thấy sắc nâu và xám. Những vân sọc trên mặt số không hề đều nhau, từng chừng hỗn độn trên thiết kế lần này đã biến cho Nautilus trở thành một chiếc đồng hồ cá tính. Chỉ khi phóng to mặt số đồng hồ lên, chúng ta sẽ nhận ra sự hoàn hảo của mặt số này. Sự hoàn hảo đến từ đôi bàn tay của những nghệ nhân mà Patek Philippe luôn tôn thờ vẻ đẹp truyền thống cổ điển, vốn được thực hiện hoàn toàn thủ công. Những vân nổi lên đều được trải xước thẳng tắp, trong khi phần nền bên dưới lại được phủ cát mịn. Các sự hoàn hảo ấy còn đến từ những cọc đếm phút bằng những chấm vàng trắng xếp đều dìa mặt số của Patek Philippe Nautilus 7118-1200A. Mà theo thông tin từ hãng cung cấp, từng chấm nhỏ đã được tra vào lỗ sẵn trên mặt số. Các chi tiết như là bộ kim, cọc chỉ giờ hay viền ô báo ngày đều được làm từ vàng trắng và đã được đánh bóng để bắt sáng tốt hơn. Hỗ trợ các cô gái xem giờ trong môi trường thiếu bóng đêm khi được hãng phủ chất phát quang có màu trắng. Khi lật ngược chiếc đồng hồ Patek Philippe này lại thì ta sẽ thấy bộ phận bộ máy 324SC đang cung cấp năng lượng cho cả chiếc đồng hồ. Đa số nữ giới sẽ không để ý tới bộ máy bên trong của những chiếc đồng hồ, nhưng phải khẳng định là Caliber 324SC là một trong những bộ máy tự động ba kim, một ô cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ và được trang trí ấn tượng nhất trong làng chế tác. Caliber 324SC với 29 chân kính, dây tóc Spiromax và Roto từ vàng 21K có thể cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này vận hành trong khoảng 45 giờ đồng hồ. Không biết là các khán giả yêu đồng hồ của Gia Bảo Luxury, đặc biệt là các chị em nghĩ sao về cỗ máy thời gian này? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!